Blizzard. Hẳn chúng ta đã không còn quá xa lạ gì với nhà phát triển là cha đẻ của dòng game đình đám như Warcraft, Starcraft hay Diablo. Sau một thập kỷ đầy sóng gió của ngành công nghiệp game thế giới nói chung và của cả bản thân Blizzard nói riêng, những tưởng năm 2020 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ và tích cực hơn. Nhưng không, mới đầu năm nay thôi, cái tên Blizzard lại một lần nữa được xướng lên bảng vàng với bước đệm là hàng loạt các vụ tai tiếng đã từng xảy ra trong quá khứ như Diablo hồi năm 2018 hay như vụ Blitzchung cuối năm 2019. Rất có thể, cú hích mang tên Warcraft 3 Reforged lần này sẽ kéo cả đế chế này xuống hố sâu. Mà cụ thể như nào thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn cái nhìn tổng quan nhất về toàn bộ vấn đề này nhé. Trước khi vào vấn đề, ta hãy cùng lật lại lịch sử một chút. Warcraft 3, tựa game đình đám của ông lớn Blizzard, xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2002. Sau hơn 10 năm không đả động, fan hâm mộ của dòng game này đã được một fan mừng rớt nước mắt khi mà Blizzard đã nhá hàng về bản Reforged của tựa game này trong sự kiện BlizzCon 2018. Các game thủ sớm tưởng tượng viễn cảnh về những trường đoạn cinematic đã mắt, các nhân vật yêu thích của họ được làm lại lộng lẫy hay như việc được trải nghiệm một custom map Dota trên nền game mới này. Không cần lăng xê, cũng chẳng cần báo đài quảng cáo rầm rộ, bởi chính cái bóng của người đi trước đã tạo nên một nền móng vững chãi với một số lượng nostalgia fan cực kỳ đông đảo, khiến cho bản làm lại của tựa game này được mong đợi hơn bao giờ hết. Khỏi phải nói, nó có sức ảnh hưởng to lớn đến nhường nào đối với các game thủ và việc còn lại của nhà làm game chỉ là tự đập bỏ đi cái nền móng mà mình đã kỳ công xây dựng. Quả thật vậy, đời không như là mơ, kỳ vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Cụ thể, trong lần ra mắt đầu tiên hồi 2018, Blizzard đã tung ra một đoạn cutscene có thể nói là đã làm nức lòng người hâm mộ. Tại đây, game thủ đã được tận mắt nhìn thấy những nhân vật quen thuộc như Arthas, Uther hay Jaina cùng xuất hiện trong một phân cảnh khi mà Arthas chuẩn bị thanh tẩy cả thành Stratholme. Nhưng khi game chính thức ra mắt, nó đã khiến giới game thủ thất vọng nặng nề khi mọi thứ không được như quảng cáo. Nhìn vào đoạn so sánh đơn giản dưới đây thôi, đến một đứa trẻ con cũng có thể nhận ra sự khác biệt là quá rõ rệt. Khi mà đoạn video được công bố tại BlizzCon, nhìn có vẻ ra dáng một cutscene thực sự. Còn trong in-game, nhìn nó chẳng khác biệt gì mấy so với phần classic, họa trang chỉ là sự nâng cấp một chút với model, chấm hết. Tất nhiên, Blizzard đã bị cộng đồng game thủ chửi cho như con. Từ Reddit cho đến các diễn đàn game, đâu đâu cũng thấy làn sóng bất mãn. Nhưng Blizzard thì đã có một bài giải thích không thể hợp lý hơn, đó là họ muốn giữ lại cái hồn của game gốc bằng cách không thay đổi phong cách của các đoạn cutscene này. Thậm chí, trong sự kiện BlizzCon 2019, Blizzard cũng đã từng nói rằng sẽ không làm thay đổi những thứ như cốt truyện chính và cả đoạn cutscene trong phiên bản làm lại lần này. Bản thân chúng ta cũng hoàn toàn có thể cảm thông cho Blizzard bởi các đoạn demo mà hầu hết mọi nhà làm game đem lên, các kỳ hội chợ thường là các sản phẩm đã qua render. Tuy nhiên, không ai chơi ngông như Blizzard. Lật lại các đoạn cutscene hồi năm 2018, các bạn có nhìn thấy gì đây không? Đó là hình ảnh game đang lót màn chơi và góc dưới bên phải có dòng chữ Live from BlizzCon, tức là trực tiếp từ BlizzCon. Á chà, lại còn thêm hai ông ngồi phụ họa như là đang chơi game nữa chứ. Đây là hành động tự bóp chính mình của Blizzard. Điều này đã mặc định cho người xem hiểu rằng đoạn cutscene đó là một phần của game. Như vậy chẳng phải lừa đảo thì là gì? Ấy vậy mà họ còn vẫn cố biện minh cho rằng game thủ đã kỳ vọng quá nhiều vào sản phẩm mới, dẫn đến sự thất vọng. Nhưng như vậy thì chẳng khác nào đổ lỗi cho game thủ kiểu ai bắt tụi bay tin vào quảng cáo của bọn tao làm chi. Đó không phải là thứ duy nhất mà Blizzard bị chửi. Một trong những nước đi sai lầm nữa của họ là phải kể đến việc gộp hai phiên bản cả cũ và mới với nhau. Không hiểu tên quái nào lại nghĩ ra trò này, và hiển nhiên nó đã dẫn đến vô số hệ quả mà phần lớn là tiêu cực. Cụ thể thì vào một ngày đẹp trời, mở game lên bạn sẽ nhận được một thông báo update, nghe tuyệt vời đấy chứ. Sau khi cập nhật xong thì xin chúc mừng, phiên bản Warcraft 3 Classic đã hoàn toàn biến mất và bạn phải bỏ ra $30 để mua phiên bản Reforged. Quả là một nước đi cực hay trong việc thu gom hàng tấn gạch. Việc làm này nói trắng ra là họ đã thẳng tay giết chết Warcraft 3 Classic nhằm tận dụng tối đa việc kiếm tiền từ số lượng nostalgia fan đông đảo của họ. Thực tế, hành động này vẫn sẽ được chấp nhận phần nào nếu như họ thực sự quan tâm và hoàn thiện các nội dung đã có trong War 3 Classic từ trước đó. Nhưng không, trong giao diện mới của game, phiên bản Reforged tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có hệ thống ladder, tức là đánh xếp hạng, và bạn không thể nào tìm ra cách đánh xếp hạng được bởi vì hai giao diện game giờ đây đã trở thành một. Hệ thống mạng LAN cũng bị bỏ đi. Cái này hoàn toàn có thể hiểu được bởi giờ đã là 2020 rồi, việc kết nối Internet đã không còn khó khăn nữa. Thế nhưng, đến việc chơi offline với AI cũng bị bỏ đi nốt. Ủa,
việc cho thêm một vài nút bấm đã trở nên quá khó khăn từ bao giờ mà phải bắt người chơi kết nối internet để có thể đánh bot như vậy. Đâu có ai muốn trải nghiệm một ván đấu với AI mà ping lên tới 3 chữ số trong những ngày mưa bão đứt cáp cơ chứ. Chưa dừng lại ở đó, hành động gộp chung hai phiên bản với nhau còn đem đến một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nó liên quan đến các custom map mà mình dám chắc có một phần không nhỏ người chơi đến với Google Grad 3 cũng là vì các custom map với độ tùy biến cực lớn mà game sở hữu. Blizzard đã có một lời hứa trên mây kiểu như phiên bản làm lại lần này sẽ hỗ trợ mods tốt hơn vì nó sở hữu ngôn ngữ lập trình Lua. Và chắc hẳn với các game thủ gạo gội cũng đã từng một thời nghiền ngẫm các custom map của trò chơi này, và sẽ còn tệ hơn nữa nếu bạn là một người phát triển custom map. Thử tưởng tượng xem, bạn bỏ cả trăm giờ để xây dựng lên một custom map cho riêng mình, ý tưởng khi cuối cùng cũng đã hoàn thành, bỗng nhiên bùm một cái, mọi thứ biến mất sau một pha update bởi game tự động xóa thư mục map của bạn. Vâng, đó là sự thực, mọi thứ biến mất mà không hề có backup, sao lưu tự động. Chưa dừng lại ở đó, dường như Blizzard đã quá tham lam, bài học nhãn tiền về Dota có vẻ như vẫn còn hằn sâu trong tâm trí họ. Khi mà giờ đây, Blizzard có toàn quyền điều khiển nội dung của các map mới cũng như các custom map được tạo ra trong game, bất kể người tạo ra nó là ai. Nói cho dễ hiểu, thì bất kỳ một custom map nào có khả năng trở thành một Dota hay Auto Chess thứ hai, thì Blizzard có toàn quyền sử dụng nó mà người tạo ra không được phép phát triển riêng. Thực lòng mà nói, điều này có lẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến những người chơi phổ thông, nhưng nó sẽ cực kỳ bất lợi cho những fan chân chính của Blizzard, bởi nó đi ngược hoàn toàn với các tiêu chí vì cộng đồng từ trước đến nay, và hành động này không khác gì việc ăn không chất xám của người khác. Một điều nữa cần phải nói đến ở đây, đó là chất lượng hoàn thiện của game, chủ yếu là về mặt đồ họa. Vâng, Blizzard đã rất thành công trong việc downgrade một tựa game đã hoàn thiện cách đây 18 năm và ném nó vào sọt rác. Xin lỗi vì cách dùng từ có thể hơi thái quá, nhưng trải nghiệm game với phần đông người chơi thực sự là quá tệ. Nhiều người cho rằng một số chi tiết trong game được thể hiện kém rõ ràng, thậm chí là còn xấu hơn cả phần game gốc. Ngoài việc làm lại các model trong game, thì dường như game chẳng có cải tiến gì nổi bật, thậm chí là còn xảy ra hiện tượng bug, crash game khá thường xuyên. Portrait của các nhân vật cũng chẳng có quá nhiều biểu cảm, khuôn mặt thì cứng đờ, thứ duy nhất chuyển động là khuôn miệng, thậm chí còn chẳng ăn khớp với âm. Cùng với đó là rất nhiều thiếu sót, như chuyển động của các unit bị giới hạn ở 30 FPS vì bị gán bộ animation cũ, hay như không thể mở khóa giới hạn FPS theo cách thông thường là vào menu game. Thứ duy nhất mà người chơi có thể hy vọng vào đó chính là các đoạn cutscene. Nhưng như mình đã nói ở phần trên, mọi đoạn cắt cảnh trong game đều không khác gì so với phiên bản Classic, với những model thô ráp và cứng đờ. Đến ngay cả phân cảnh cuối cùng, khi mà Athas cầm kiếm đấu với Illidan, những tưởng ta sẽ phải được theo dõi một vài hành động mãn nhãn và máu lửa. Nhưng không, tất cả chỉ là một vài đường kiếm cơ bản với những chuyển động mà tôi tin chắc rằng Blizzard hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Đến cả hiệu ứng của thanh kiếm nhìn cũng chẳng khác mấy phim siêu nhân của Nhật. Tôi đang tự hỏi, phong thái và vẻ đẹp ngoạn ngục trong các đoạn cinematic đầy ấn tượng của WoW và StarCraft 2 đã đi đâu rồi? Có thể nhiều người không biết, đối với bất kỳ dự án game lớn nào, các nhà làm phát triển ít nhiều phải cần đến outsource. Và lần này Blizzard cũng vậy, họ đã thuê Lemon Sky, một studio đến từ Malaysia để gia công 3D model. Nói vậy tức là chúng ta có thể đổ một phần trách nhiệm cho studio này được chứ? Không, không thể nào. Khi vào một nhà hàng, chúng ta cảm thấy chất lượng món ăn tệ, chúng ta gọi quản lý. Quản lý sẽ có biện pháp xử lý đối với đầu bếp. Với trường hợp của Blizzard cũng tương tự như vậy, hy hữu nhất là delay ngày ra mắt. Vậy thôi, đằng này họ lại cố đấm ăn xôi cho ra một sản phẩm quá kém chất lượng, khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Với những sai lầm kể trên, đã là quá thừa để chúng ta phải refund trò chơi này liền, ngay và lập tức. Những việc làm của Blizzard đã thực sự biến họ trở thành tâm điểm của cơn bão gạch đá, với một phong trào bom review xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Trên trang Metacritic, tính đến hiện tại, điểm số của trò chơi bị dìm xuống tới mức kỷ lục là 0,5 trên 10 điểm, với hơn 12.000 đánh giá tiêu cực. Thậm chí, sản phẩm có điểm số thấp nhất trước đó là Day One Gary The Incident cũng đã được mọi người chung tay vote 10 điểm, để chắc chắn rằng nó có điểm số cao hơn Warcraft 3 Reforged. Thế mới thấy, cộng đồng game thủ đã trở nên đồng lòng đến nhường nào trong nỗ lực chung tay dìm chết tựa game này. Và vị trí này có lẽ cũng là xứng đáng cho những gì mà Blizzard đã làm được trong việc đẩy một tựa game từ tầm huyền thoại xuống vực thẳm. Có lẽ Warcraft 3 đã không có một kết cục bi thảm như vậy nếu như Blizzard không mắc phải hàng loạt những sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ. Phải chăng họ đã quá vội vàng khi đưa tựa game này ra mắt sớm để lấy lại lòng fan, trong khi nó chưa hoàn thiện, trò chơi đã thực sự thất bại. Với thất bại ở đây có tính dây chuyền, ngay từ khâu quảng bá và khâu truyền thông đã là một sai lầm. Họ phải hiểu rằng thành phần người chơi của mình là gì. Đó là các fan gạo cội mà như đã nói ở trên là những nostalgia fan. Về mảng truyền thông, Blizzard đã tạo nên sự kỳ vọng quá lớn trong lòng người hâm mộ, trong khi phần sản phẩm thực tế gây quá nhiều thất vọng.
Vậy nên đây chính xác là một hành động tự hủy của họ. Tè non hẹn biển đưa fan của mình lên 9 tầng mây với những lời hứa ngon ngọt, để rồi cuối cùng lại đẩy họ xuống vực sâu thẳm khi sản phẩm chính thức ra mắt. Và phải chăng Blizzard cũng đã sai khi dùng từ Reforged cho phiên bản làm lại lần này? Nếu thay bằng từ Warcraft 3 Remake 4K hay HD Version thì có lẽ nó đã không chịu nhiều gạch đá đến như vậy. Đây không phải là trường hợp đầu tiên. Từng có những tựa game khi mới ra mắt đã nhận vô vàn gạch đá, đơn cử như trường hợp của Fallout 76. Về cơ bản, nó chẳng khác gì Fallout 4, ngoài việc có thể chơi online trong suốt một quãng thời gian dài. Tựa game này cũng đã từng bị chửi lên bờ xuống ruộng bởi cách thức hút máu kiểu lạ đời của mình, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hay như trường hợp của No Man's Sky, cũng là một cái tên tiêu biểu cho nước đi sai lầm trong chiến dịch marketing. Nhưng Hello Game đã không bỏ được con của họ. Bằng những nỗ lực với hàng loạt bản mở rộng miễn phí, tựa game đã từng có giai đoạn hồi sinh và chiếm được cảm tình của game thủ. Còn với Warcraft 3 Reforged, liệu đây có phải là dấu chấm hết cho tựa game này? Hay nói rộng hơn một chút, liệu thời đại của Blizzard đã đi đến hồi kết sau hàng loạt sự vụ tai tiếng? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần comment nhé. Và đó là toàn bộ những thông tin mà chúng mình có được cùng với một cách nhìn tổng quan nhất về các vấn đề xoay quanh tựa game Warcraft 3 Reforged trong suốt thời gian qua. Các bạn cảm thấy chuyên mục mới này như thế nào? Hãy cho chúng mình biết nhé. Đừng quên để lại một like cũng như subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.